Đấy. Đây đằng sau này là cái mấy con chim của mình này, và có con mái bạch như này đấy. Thì con này mình mới bắt về khoảng 2 tuần rồi, sau khi chim nhất nó ổn định, nó quen chỗ nhất rồi và chuồng trại nó mình chuẩn bị xong rồi đấy. Thì hôm nay mình sẽ thả con bạch này anh em nhá, thả con bạch này vào vào trong cái AV đằng sau rồi đấy. Đó. Cái AV này mình đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay mình sẽ thả con mái vào trước để chuẩn bị cho ghép sinh sản anh em nhá. Sẽ định ghép sinh sản. Đấy thì con bạch này mình sẽ ghép với một trong những cái con mào này của mình. Đây mình quay là cái video lại là cái là mình quay cho anh em xem nhá. Đây anh em nhá. Đây chính là con mái bạch của mình như này. Đấy, con này nhá. Con này thì màu nó không lân nhưng mà được cái là có mí lửa nhá, và bộ cũng đẹp hết đấy. Còn bên cạnh này sẽ là mình sẽ ghép cái con bạch này cùng với lại một trong các con trống này nhá. Đây hai con trống hai bên và con trống đằng sau này đấy. Cái con bên tay phải này, con này thì giọng rất là hay nhá, nó chơi cầu cánh mỏ nhưng màu thì gọi là đá lân thôi, không phải là màu lân đấy. Còn cái con bên này thì cũng có cầu cánh mỏ nhưng mà con này được hay cái là nó để hót được giọng kép anh em nhá, giọng kép mà nó hót hay lắm. Còn một con này đấy. Còn con đằng sau kia thì là cái con mà là chuyên chơi cánh, chém cánh mẹ như gió luôn, con đằng sau kìa. Nhưng giọng này không được hay như hai con này đấy. Tất cả bọn này đều toàn lông đá 80% hết rồi, lông đá 80% hết rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thả cái con bạch này vào trong cái lồng, trong cái AV của mình trước đây. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi, có cây xanh hay là các thứ chuẩn bị xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ thả con bạch này vào trước đấy, sau đó thì hàng ngày mình sẽ đưa những con trống này để bên cạnh để mình ghép thử xem là con mái bạch này nó sẽ hợp với cái con trống nào, hoặc là cái con trống nào nó thích con mái bạch này đấy. Thì hàng ngày mình sẽ phải thử nghiệm như vậy anh em nhé, thử nghiệm vậy để xem nó hợp con nào, để mình còn sau đó mình thấy con nào hợp thì mình sẽ thả vào cái AV này để nó ghép cặp con bạch này. Đấy, tại vì ghép thì ghép thôi nhưng mà nói là đơn giản thì đơn giản mà, nhưng mà cũng khó phết đấy, không phải là con nào hợp đâu. À đây còn cái con đằng trong cái lồng 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 bẫy đằng sau nữa kìa, lồng lồng bẫy đằng sau này. À, con này thì màu lân đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Nói thì hàng ngày mình sẽ phải thả, mình sẽ để bên cạnh cái AV này, con trống thay đổi đi xem là nó hợp con trống nào nhất thì mình sẽ đưa vào để mình ghép sinh sản em nhá. Đấy thì về sau một thời gian thử nghiệm thì mình mới lắp biết được con nào nó hợp thì mình mới thả vào đấy. Thì hy vọng rằng sẽ ra tết khi mà nó bắt cặp được nhau rồi thì nó sẽ cho ra những sản phẩm đẹp nhất để có thể phục vụ cho anh em nhá. Đấy. Đấy rồi bây giờ thì mình sẽ thả con bạch này vào, thì sẽ anh thả con bạch này vào trong 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 AV anh em nhá. Rồi đây anh em nhá. Đấy, con bạch mái này sau khoảng gần 2 tuần gì đấy về nhốt nó vào đây, nó ổn định quen chỗ. Chứ còn bây giờ mình sẽ tiến hành mình thả nó vào đây trước, sau đó mình sẽ để con trống bên cạnh để xem nó hợp với con nào, sau đó mình sẽ thả vào để nó bắt cặp nhá. Đấy. Hy vọng là xa cái mùa mùa sau sau khi Tết trước xong ra nó sẽ bắt cặp nhau, sẽ cho ra những cái sản phẩm tuyệt vời nhất anh em nhá. Con này bạch này nó là còn mí lửa đấy anh em nhá, bạch mí lửa đấy, đuôi bản to phết không phải bản nhỏ đâu. Vào đây anh em đấy. Con này đuôi bị đá hay vào rồi, bạch này mí lửa anh em nhá, bản đuôi to, tuy màu nó không phải là màu lân nhưng màu đá lân. Hy vọng là các những cặp kia nó sẽ ra những con khi bắt cặp xong nó sẽ ra những con đáng để cho anh em phải 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 lưu tâm nuôi nhá. Đấy. Thả vào đây rồi. Đấy, có vẻ vào chỗ mới nó cũng hơi lạ lạ thì chắc là cũng quen thôi. Đấy, đấy. Quen nhanh rồi. Có cây xanh này, chim mà có cây xanh là nó quen rất nhanh em nhé. Chim mà chỉ cần có cây xanh, rộng ra một tí cây xanh là đó. Anh em nhìn thấy chưa? Mới vào nó cũng hơi lạ lạ đó.
Mái này cúc màu rất là dày nha nhé, cúc màu dày. Nó không phải là màu lên tuyệt đối đâu, nhưng mà nó cúc màu dày và đá đá tí thôi. Đấy, anh em nhìn cái cúc màu kìa, nhìn cúc màu đẹp chưa? Cúc màu rất là dày nhá, màu dày. Đặc biệt nó còn có mí lửa đó anh em nhé, có mí lửa đó. Mình kết cái kết mí lửa. Đây mình sẽ thả vào đây. Xong rồi từ ngày mai mình sẽ bắt đầu thử nghiệm các con trống để xem nó hợp con nào nhé nha. Anh em xem video của mình nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhá, và theo dõi xem là cuối cùng nó sẽ bắt cặp với con nào nhá. Đấy. Và cái quan trọng là để sang năm khi mà nó bắt cặp được rồi thì sẽ ra những cái sản phẩm ưng ý để cho anh em, những anh em nào mà đam mê nhá, những anh em nào đam mê thì có thể liên hệ mình để đưa em nó về đội nhá. Là những con trống này. Đó, giới thiệu lại những con trống cho anh em này. Con này giọng cực kỳ xoắn hay nha, lướt chơi cầu cánh mỏ này. Đó. Và con trống này nữa. Con trống này thì giọng có giọng kép cực kỳ hay luôn. Còn con đằng sau con đằng sau kia là con này lướt chơi cánh, chém cánh như gió luôn. Đó. Có ba con trống này nhá, cộng với lại một con trống ấy kìa. Một con trống trong cái lồng bẫy đằng sau kìa. Đấy. Con trống trong lồng bẫy đằng sau thì nó không được máu mỏ đâu, nhưng mà con đấy lại được cái lại bộ đẹp. Màu của lân cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Mỗi con nó có một lết đẹp riêng anh em ạ. Đây là cái lựa chọn cũng rất là khó. Và quan trọng nữa là phải xem chúng nó có hợp nhau hay không thì có thể ghép cặp được. Đấy. Và bên này mình còn một đôi này nha. Đôi này thì mình đang đặt lồng rồi. Đang đặt lồng để về ghép tiếp một lồng nữa. Riêng đôi này thì con mái này là mái giả rừng nha, mà anh em nhìn cái màu của nó phê chưa, nhìn con mái màu phê chưa, bộ cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mái giả rừng cũng đẹp. Đấy. Còn trống này là trống bạch. Đấy, hai con này mình sẽ ghép với nhau này. Con này màu không được đẹp như con mái kia đâu, nhưng mà nó cũng có mí lửa anh em nhá, cũng mí lửa. Và con này nó đang thay lông này, khi mà thay lông xong rồi khi nó xong rồi thì mình sẽ bắt đầu ghép cặp nhá. Đấy, mình đã đặt lồng rồi, đặt lồng thì mình sẽ thả con mái này vào trước. Đấy. Sau đó thì mình sẽ cho nó vờn nhau để thả lúc con đấy, con này nó vừa xòe xong rồi. Con này nó vừa xòe xong không quay kịp. Sau đó mình sẽ thả trống này vào để ghép cặp với con đấy nha. Hai đôi, một thường một bạch, hy vọng sang năm sau cho ra những cái sản phẩm tuyệt vời nhất để anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ phục vụ nhá. Rồi. Đây, bên này còn một cái con này là con má trắng đi anh em. Đấy, mình con này thì con chim non này mình sẽ không ghép. Chim non chim má trắng lên đây thì mình sẽ không ghép, mình ghép thì ghép lại ra rừng nó. Con này thì đặc biệt cái là vậy, nó ché nhiều hơn hót anh em ạ. Lông ná khoảng 7-8% này, lông vẫn đang rụng, nhưng mà mẹ ché toàn ché đấy, hót thì ít mà ché thì nhiều. Đó. Mấy con này là toàn 7-80% à 80-90% lông rồi anh em. Đấy, con đánh con kia nó vừa é cái bị ché. Chí ché đấy. Mẹ. Sao nó hót thì hót chứ ché. Này, ché đấy. Đấy. Ở đây mình còn mấy con mi này. 1 2 3 4 5 con mi này. Mi này giờ không thời gian quay được nhỉ. Bận lắm, mình bận nhiều việc không có thời gian quay. Rồi, xin cảm ơn các anh em nhá. Anh em đã xem video của mình thì nhớ đăng ký kênh của mình và theo dõi anh em. Mình sẽ up các cái video hàng ngày để xem tiến độ chúng nó con nào hợp con nào bắt cặp với nhau hay chưa nhá. Thì mình sẽ up nó lên để cho anh em mà cùng xem nhá. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh em đã xem video của mình. Xin hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. Đó, em mái vào đây có vẻ là cũng đã ok rồi đấy. Đứng cầu đứng chiếc ngon lành như này. Đó. Rồi, cứ để em nói đấy thôi. Bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ đưa trống sang bên cạnh để xem em nó có thích hay không. Đấy. Thích em nào là mình sẽ cho vào phục vụ luôn. Rồi, cảm ơn anh em nhá.